Thưa quý vị, hiện nay dịch COVID-19 đang có nguy cơ bùng phát mạnh tại nhiều quốc gia. Tính đến 14 giờ chiều ngày 2 tháng 3 năm 2020, toàn thế giới đã có gần 90.000 ca xác định dương tính với COVID-19, trong đó có hơn 3.000 người tử vong. Điều đáng lo ngại là dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng ở các quốc gia ngoài Trung Quốc, khi đã có 67 quốc gia thông báo đã phát hiện các trường hợp dương tính với COVID-19. Tại Hàn Quốc đã có hơn 4.200 ca xác định dương tính với COVID-19 và đang trở thành tâm dịch lớn thứ hai trên thế giới. Tại Việt Nam, hiện không có thêm trường hợp dương tính với COVID-19. Sau kỳ nghỉ kéo dài để phòng dịch COVID-19, sáng nay ngày 2 tháng 3, tất cả các học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trở lại học bình thường. Để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, các trường đã triển khai phương án kế hoạch đón kiểm soát học sinh ngay trong ngày học sinh trở lại trường. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh, trong sáng nay ngày 2 tháng 3, toàn tỉnh có 26.910 học sinh trung học phổ thông trở lại trường học và có 808 em vắng, tỷ lệ 3%. Trong đó có 19 học sinh nghỉ học do bị sốt và nhà trường đã liên hệ phụ huynh và đề nghị phụ huynh đưa học sinh đến các trung tâm y tế để khám. Đến 9 giờ sáng nay, 100% trường trung học phổ thông thực hiện công tác giảng dạy bình thường và không có thông tin gì bất thường về việc nhiễm bệnh hoặc phát hiện dịch bệnh trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn tỉnh. Tại trường trung học phổ thông Tây Ninh, để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và sẵn sàng đón các em học sinh quay trở lại trường sau đợt nghỉ học dài ngày do COVID-19, hiệu trưởng nhà trường đã trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn ở các lớp học. Trường cũng phát khẩu trang miễn phí cho toàn thể học sinh. Mỗi em sẽ có 2 khẩu trang y tế, 2 khẩu trang diệt khuẩn, có thể sử dụng giặt lại 30 lần. Trong các ngày đi học, nhà trường sẽ bố trí giáo viên kiểm tra thân nhiệt của học sinh tại cổng trường và có phòng cách ly tạm thời nếu có trường hợp học sinh bị ho, sốt. Để chuẩn bị đón học sinh vào trường, thì nhà trường đã chuẩn bị các bước sau đây. Tuần trước, nhà trường đã vận động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đến làm vệ sinh các lớp học, đồng thời là lau các cái bàn học, bàn làm việc, các cửa sổ, hành lang, cầu thang vân vân bằng Loramin B và Javen. Sau đó là các thầy cô làm vệ sinh toàn bộ sân trường để chuẩn bị đón học sinh. Về phía nhà trường thì nhà trường cũng đã chuẩn bị được 5 máy đo thân nhiệt và có kế hoạch bố trí để khi học sinh đến trường thì sẽ đo thân nhiệt các em tại cổng. Đồng thời nhà trường cũng bố trí máy để mà đo thân nhiệt của các thầy cô khi lên lớp. Nhà trường cũng đã triệu tập các thầy cô của hội đồng sư phạm để sinh hoạt toàn bộ các vấn đề. Khi mà học sinh đến lớp thì thầy cô sẽ lên lớp nhắc nhở các em các cái công việc để chuẩn bị cho công việc đến trường và đồng thời là các cái công việc cần thiết để cho các em ứng phó với lại dịch COVID-19. Cùng với việc hoàn tất công tác khử khuẩn, vệ sinh trường lớp, các trường trung học phổ thông còn tăng cường công tác tuyên truyền cho các học sinh về dịch bệnh COVID-19. Tại trường trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học, ngay trong buổi đi học đầu tiên khi học sinh quay trở lại trường học, trường đã có chủ trương không tổ chức chào cờ đầu tuần cho học sinh. Thay vào đó, trường đã bố trí tiết học đầu tiên để thông tin cho các em học sinh về tình hình dịch bệnh COVID-19, tập trung vào các nội dung về các triệu chứng của bệnh, các tác nhân lây nhiễm, đặc biệt chú trọng hướng dẫn các em các biện pháp phòng chống tự bảo vệ bản thân và cộng đồng theo các khuyến cáo của Bộ Y tế. Ngoài ra, nhà trường cũng khuyến cáo học sinh không nên tụ tập ở những nơi đông người, đi học nên đeo khẩu trang và mỗi em chuẩn bị riêng cho mình một chai nước uống. Thì theo cô á, thì trường của cô là chuẩn bị từ bữa thứ bảy. Thứ nhất là cô cho học sinh cô vô là lau bàn ghế, rửa, tẩy, rồi xong rồi cái lau lại bằng nước khô, nước tẩy, rồi xong rồi cái lau lại bằng giấy khô. Rồi xong rồi mình mở cửa ra cho thoáng mát, tránh nắng mặt trời rọi vô. Rồi hôm nay, sáng hôm nay á, cô cho học sinh cô là tổng vệ sinh nhẹ lại nữa. Tức là các em cũng phải lau bàn ghế, bằng giấy khô, bằng giấy ướt. Rồi xong rồi các em rửa tay trước khi các em vào lớp. Rồi các em ăn uống ở nhà, tránh tụ tập ở căng tin. Rồi các em ăn nước theo các em uống.
chứ các em cũng không có xuống căng tin để các em uống nước nữa, của căng tin nữa đó. Rồi vô đây thì mỗi một tiết học vậy á, các em rửa tay lại bằng cái nước diệt khuẩn, các em mang theo từ nhà. Còn nếu em nào không có thì nhà trường có trang bị cho một cái chai để trên bàn giáo viên. Rồi hằng mỗi một 45 phút vậy đó thì các em sẽ ra các em rửa tay bằng xà bông. Trước khi cho học sinh trở lại các trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng đã chỉ đạo các trường trung học phổ thông tiến hành tổng vệ sinh các phòng, lớp học, cũng như cung cấp đầy đủ nước sạch, xà phòng diệt khuẩn và nước rửa tay khô cho giáo viên, học sinh sử dụng. Đồng thời, trong thời gian nghỉ học, bên cạnh việc giao bài cho học sinh ôn tập tại nhà, các trường còn truyền thông đến các phụ huynh học sinh và các em học sinh các phương pháp phòng chống dịch bệnh thông qua hệ thống tin nhắn, nhóm Zalo. Đối với phụ huynh thì thông qua các cái tin nhắn của VNPT để mà nhắn về cho phụ huynh biết cái tình hình nó như thế nào, và đồng thời là cũng nhắc lại những cái quy định của Bộ Y tế để cho phụ huynh chú ý và quan tâm chăm sóc lo cho con của mình. Về phía phụ huynh, về phía học sinh thì cũng vậy, thì tôi cũng có nhắn cho các em. Về phía bản thân các em là phải tự bảo vệ bản thân, tự là sử dụng cái khẩu trang hay là nước rửa tay hay là cồn để mà tự vệ sinh cá nhân. Cũng như là kể cả trong bàn ghế, nếu như mà cảm thấy không yên tâm thì các em sẽ tự xử lý. Bản thân em thì để phòng chống dịch bệnh thì em cũng trang bị cho mình cái khẩu trang y tế khi ra đường, và nước rửa tay khô để sát khuẩn. Và đồng thời đó thì em cũng ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ hơn để nâng cao cái sức đề kháng của mình hơn để chống lại dịch. Dạ, trong cái tình hình dịch bệnh như thế này thì nếu chúng em đi học lại thì bản thân em có lo lắng là ở một cái môi trường đông học sinh như thế này thì cái việc lây lan của virus nó sẽ dễ dàng hơn. Theo bản thân em, tự bảo vệ cho bản thân chính mình là khi mà đi học về thì ta sẽ tự vệ sinh bằng tay. Trước khi đi học thì súc miệng và rửa tay bằng xà phòng thật là kỹ và đeo khẩu trang khi tiếp xúc nơi đông người. Chương mục phòng chống dịch COVID-19 hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem và cập nhật những thông tin mới nhất về dịch COVID-19 hàng ngày vào lúc 18:30 trên kênh TTV11 và trên các hạ tầng số YouTube, Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Xin chào và hẹn gặp lại!